Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 của tỉnh ủy Lâm Đồng về dự thảo nghị quyết của tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030 đã thống nhất dự thảo nghị quyết của tỉnh ủy về thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thống nhất sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của ba huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên thành một huyện, lấy tên là Đạ Oai và trụ sở đặt tại huyện Đạ Tẻ, nhập đơn vị hành chính huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt và điều chỉnh một số xã của huyện Bảo Lâm vào thành phố Bảo Lộc để mở rộng không gian đô thị. Chính quyền, các địa phương và người dân có sự đồng thuận thống nhất cao. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã khảo sát các điều kiện về kinh tế xã hội, về cơ sở vật chất, hạ tầng để phục vụ cho sáp nhập, để báo cáo Ủy ban tỉnh, và quan điểm là thực hiện nghiêm cái sự chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh. Cái việc mà sáp nhập đơn vị hành chính nó sẽ tạo cái điều kiện, cái dư địa tốt hơn để cho phát triển địa phương, thì quan điểm là chúng tôi cũng quan tuyên truyền vận động nhân dân là theo cái hướng là ủng hộ cái chủ trương này để mà thực hiện đúng cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, ban nhân tỉnh. Chủ trương của Đảng thì nói chung người dân cũng vẫn chấp hành tốt về cái sáp nhập, rồi coi như là hầu như cũng đã có nghe. Tất nhiên sáp nhập huyện rồi sáp nhập xã thì cái đi lại của bà con hầu như bà con cũng ngại cái chỗ đi, nhưng bây giờ được cái đề án 06 khả năng sẽ giúp coi như cho bà con sẽ khổ một phần nào, vì làm trên giấy tờ theo trên cái điện tử thì nó cũng khỏe, rồi có bà con cũng đang còn trông mong vào những cái như vậy, những cái chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước. Yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp cần đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, thận trọng, không nóng vội, xem xét kỹ các điều kiện để xác định thứ tự thực hiện, đảm bảo ổn định chính trị xã hội, không gây xáo trộn xã hội lớn. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức và nâng cao thu nhập cán bộ công chức. Yêu cầu các cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu, thể hiện quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo quyết liệt. Bên cạnh đó, yếu tố quyết định chính là sự đồng thuận của nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, cũng như là sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan, đơn vị và các địa phương, sự đồng lòng, nhất trí của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và đặc biệt là nhân dân trong tỉnh Lâm Đồng, thì tôi tin tưởng rằng tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2023-2030, và trước mắt là trong giai đoạn 2023-2025 sẽ hoàn thành theo đúng lộ trình và kế hoạch đã đề ra. Một chủ trương mới đúng đắn đang được hiện thực hóa trên mảnh đất Nam Tây Nguyên, kỳ vọng khởi đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của Lâm Đồng trong tương lai.